18. Chị Bình Bình, chuyện chị nhận chiếc khấu của công ty lần này, công ty đã biết rồi. Nhưng mà công ty vẫn còn rất nhiều tình cảm với chị, vậy nên lần này họ cũng không định trừng phạt chị. Chỉ là chị xem, còn 3 tháng nữa là hợp đồng của chị đã đáo hạn rồi, công ty cũng không định ký tiếp hợp đồng. Công ty báo cho chị biết sớm là hy vọng chị có thể có thời gian mà tìm trước công ty tiếp cho mình, như vậy mọi người cũng có thể diện hơn một chút. Cũng hy vọng chị có thể hiểu cho. Tiếng này đi chị Bình Bình. Chị xem chúng ta cũng là hợp đồng nhiều năm, chị có chuyện gì cần tôi giúp, chị có thể nói với tôi. Tôi nghĩ nếu như bộ phận nhân sự chúng tôi có thể đáp ứng cho chị, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng mà. Nhưng mà rời khỏi công ty là chắc chắn rồi. Tiểu Thiến, tôi thực sự chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Hơn nữa tôi cũng đã làm việc ở công ty lâu năm như vậy rồi, tôi không muốn rời khỏi công ty. Nhưng mà chị xem cái này đi, hợp đồng cũng tôi không ký. Chị Cát Xia, chị tìm tôi. Tôi hỏi cô nói chuyện với Tạ Tiến Tiến đến đâu rồi? Chẳng nói gì cả. Tôi đã ký vào đơn nghỉ việc rồi. Đây không phải là quyết định của bộ phận nhân sự các cô sao? Đúng là quyết định của bộ phận nhân sự. Mỗi năm phải cắt giảm bao nhiêu người đều có chỉ tiêu đàng hoàng mà. Nhưng cũng là do người mà ra. Tôi không biết là cô đã nói chuyện với cô ấy thế nào, còn nói thế nào được nữa chứ. Vừa giờ là nói không ký hợp đồng nữa rồi, bây giờ cũng hết cách. Đơn xin nghỉ việc tôi cũng ký luôn rồi. Cũng không phải là không có cách, chỉ là cô dám làm hay không thôi. Chuyện này mà làm lớn ra là sẽ rất lớn cho xem. Làm lớn chuyện, làm lớn thì làm lớn thôi. Đằng nào thì tôi cũng không còn làm nhân viên của công ty nữa. Nhưng mà cô ta nắm mật chứng tôi nhận chiếc khấu trong tay thì phải làm sao? Cho dù cũng có nói, bên phía khách hàng cũng sẽ không thừa nhận. Vậy nên công ty sẽ không nắm được khớp của cô đâu. Chuyện này không hề có chứng cứ, vậy nên cô ta sẽ không thể công khai phạt cô được. Thứ có thể công khai giải quyết lúc này là luật lao động. Luật lao động, nếu như nhân viên nữ mang thai thì sẽ không bị sa thải. Nhưng tôi đâu có mang thai đâu. Sao mà cô hồ đồ như vậy chứ? Cô không biết là Lưu Bình có thai rồi sao? Từ đầu đến cuối chị ấy có nói gì với tôi chuyện mang thai đâu. Cô ấy không nói, cô không biết đi điều tra sao? Mấy chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng mới có thể quyết định. Cô xem chuyện này thành ra thế nào rồi, đã thành một lỗi lớn của phòng nhân sự chúng ta. Cô sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta trong ngành đó. Hai cái gì mà hai? Ra đây, làm gì vậy? Tạ Tiểu Thiến nhà cô đã đuổi việc một người phụ nữ mang thai bên phòng kinh doanh. Giờ người ta tố thẳng lên Bộ Châu Á Thái Bình Dương rồi. Phụ nữ mang thai nào? Phụ nữ mang thai nào á? Cô nghe tôi nói trước đây nè. Đuổi việc phụ nữ mang thai tức là sao? Vi phạm nhân quyền, vi phạm luật lao động. Tôi nói cô nghe, bộ phận nhân sự gây ra chuyện lớn rồi. Gì mà đuổi việc phụ nữ mang thai chứ? Thì Lưu Bình của bộ phận kinh doanh đó. Không ai biết chuyện quấy mang thai sao? Tiểu Thiến đâu? Tiểu Thiến đã ở trong kia, đang bị người ta... Cô nói xem chuyện bây giờ thành ra thế nào rồi, đã thành một lỗi lớn của bộ phận nhân sự chúng ta. Cô sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta trong ngành. Tội danh chính là đuổi việc phụ nữ mang thai đó. Nhưng mà tôi không, giám đốc. Tôi thấy chuyện này có vấn đề. Vấn đề gì? Tất cả mọi người đều biết phụ nữ mang thai thì không thể nào bị đuổi việc. Nhưng cô ấy lại không nói với Tiểu Thiến, ngược lại ký hợp đồng nghỉ việc rồi tố lên tổng bộ. Không phải là động cơ có vấn đề sao? Vì động cơ, báo cáo với ai giờ đã là không quan trọng. Bây giờ quan trọng là phải giải quyết vấn đề này, phải làm sao kìa. Vậy nên nhất định phải điều tra. Điều tra Tạ Tiểu Thiến của bộ phận nhân sự các cô rốt cuộc làm việc như thế nào chứ? Đuổi việc nhân viên nữ, người ta mang thai rồi mà vẫn đuổi à? Giám đốc Hoàng là thế này. Nhân viên Lưu Bình này, trước khi thông báo kết thúc hợp đồng với cô ấy hoàn toàn không nhắc tới chuyện cô ấy mang thai. Hơn nữa trước mắt, cô ấy cũng đã kết hôn 2 năm. Anh xem, sớm không mang thai, muộn không mang thai, lại mang thai vào lúc này, có phải là trùng hợp quá không? Được rồi, đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa. Tuần sau này tôi phải đi Singapore rồi, bộ phận nhân sự các cô có thể làm ăn đàng hoàng được không?
Giám đốc Hoàng, anh nói xem sắp xếp thế nào đi. Tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh. Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì cố gắng giải quyết bằng tiền. Câu hỏi Lưu Bình xem có muốn ở lại công ty của chúng ta hay không đi. Nếu cô ấy muốn ở lại, chúng ta sẽ giữ lại vị trí cho cô ấy. Còn nếu như không muốn thì chúng ta sẽ bồi thường bằng tiền. Nhưng cô ấy nhất định phải viết một lá thư cho tổng bộ công ty ở Mỹ của chúng ta, nói công ty ở Trung Quốc đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề của tôi rồi. Vậy nên chỉ cần cô ấy hài lòng là được. Giám đốc Hoàng, không thể như vậy được. Nếu như tất cả nhân viên nữ phải gặp chuyện giải trừ hợp đồng này, điều nói bản thân mang thai, vậy sau này bộ phận nhân sự chúng tôi làm việc thế nào được nữa? Giờ chúng ta đang cần dùng cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này. Chuyện cần suy nghĩ bây giờ làm sao để cứu vãn những ảnh hưởng không tốt về công ty kia. Tôi thực sự không hy vọng chuyện này gây ảnh hưởng không tốt đến công ty. Vậy nên các cô cứ giải quyết tốt chuyện này được rồi. Đúng vậy, xét về thời gian ngắn, đúng là chuyện này có thể dìm được chuyện này xuống. Nhưng vì lâu dài mà nói thì sẽ cực kỳ bất lợi cho công ty. Còn nữa, Tạ Tiểu Thiến phải làm sao đây? Tạ Tiểu Thiến, tất nhiên là phải trừng phạt rồi. Giám đốc Hoàng, chuyện này không công bằng. Nếu như anh định xử lý chuyện này như vậy thì tôi thấy đúng là phải báo cáo lên trên. Cô xem Đỗ Lạp Lạp, cô xem đi, cô lại nóng nảy nữa rồi. Phải đó, chị Lạp Lạp, giờ chúng ta phải lấy đại cuộc làm trọng. Lợi ích của công ty mới là quan trọng nhất. Bây giờ không phải là vấn đề lợi ích hay là quyền lợi nữa, mà là sự công bằng. Điều này ảnh hưởng tới văn hóa xí nghiệp của công ty. Nếu cô hãy xảy ra chuyện gì liền tìm người đứng thay gánh tội, vậy thì tính chất của công việc này cũng y như đuổi việc phụ nữ mang thai vậy, là chuyện xấu. Đủ rồi, Đỗ Lạp Lạp, cô nói xem phải làm sao đi. Tôi cảm thấy hiện giờ nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải biết xem Lưu Bình Bình này thực sự mang thai hay không. Đây mới là trọng điểm. Chị Lạp Lạp, chị phải về sớm sao? Đúng rồi, hôm nay tôi xin nghỉ, giờ này phải đi ra ngoài rồi. Chị đi đường cẩn thận đó, chị Lạp Lạp. Đợi đã, có chuyện gấp đây. Tư liệu này, cái này của bộ phận kinh doanh, còn đây là của bộ phận tài vụ. Cái này thì đưa cho giám đốc Hoàng, còn cái này thì giao cho tổng giám đốc. Phiền chị đưa giúp tôi nhé. Gấp lắm đó, đưa luôn đi. Tạm biệt. Không sao đâu, chị Lạp Lạp. Để em làm giúp chị cho. Chị mau đi đi, không cần đâu. Nếu chị đưa chuyện này cho em làm, kiểu gì chị cũng sẽ còn chuyện khác cho mà xem. Rất nhanh thôi mà. Alo, Bảo Cường, sao vậy? Anh đại chỉ, tập đoàn Đức Nhân đổi chuyến bay đột ngột, nói hôm nay sẽ gặp anh. Nói với họ là tôi xin lỗi đi, hôm nay tôi thực sự có chuyện mà. Cậu hẹn bọn họ giờ khác giúp tôi được không? Nói chuyện khách sáo một chút, rồi hẹn giờ khác đi, được không? Được, để em gọi lại cho họ. Đúng là khách quý. Em chạy tới gãy chân luôn rồi nè. Hoan nghênh quý khách. Xin mời đi lối này. Lúc anh nói chuyện nhìn đẹp trai lắm đó. Em xin lỗi, cũng không phải là em cố tình đi muộn đâu. Còn không phải tại cô em Tiến Tiến đó của anh sao? Vốn làm định đi rồi, lại sắp xếp cho em một đống công việc, sau cùng lại đến muộn. Hai ông chồng đẹp trai nhất vũ trụ của em phải ở đây đợi em lâu như vậy, thật chẳng ra làm sao cả. Em có biết là bọn họ sắp tan làm rồi không? Sắp tan làm luôn rồi đó. Được rồi mà. Chào cô, tôi muốn lấy số. Lạp Lạp,
Em đang làm gì vậy? Làm em giật cả mình. Chuyện kể ra dài lắm. Người vừa nãy đó là đồng nghiệp của em. Công ty đang chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với cô ấy. Đột nhiên cô ấy lại nói là mình có thai. Nhưng mà Tiểu Thiến lại đã làm xong quy trình kết thúc hợp đồng rồi. Nếu cô ấy thực sự có thai, vậy thì rất có thể là Tiểu Thiến sẽ bị đuổi việc mất. Nhưng mà chuyện này, vấn đề không phải là ai là người bị đuổi việc, mà quan trọng là nhất định phải làm rõ ràng ra. Vậy nên bọn em mới nghi ngờ. Có khi nào cô ấy đang giả vờ mang thai không? Nếu như công ty cứ thế này, sau này các đồng nghiệp nữ hãy bị sa thải, lại nói là mình có thai, vậy bộ phận nhân sự còn làm việc thế nào nữa chứ? Sao vậy? Vừa nãy khi em đi ăn ở nhà hàng, Lưu Bình Bình còn cố ý nói lớn tiếng rằng chiều nay chị ta phải tới bệnh viện khám thai. Còn nói cái gì mà công ty không thể vô nhân đạo như vậy, không cho phụ nữ mang thai đi khám được. Làm cứ như tất cả chuyện này đều là lỗi của em vậy. Được rồi, được rồi. Không chỉ là SA, tất cả công ty đều như vậy cả thôi. Đều là giống nhiều chuyện. Em đừng có quá để tâm nữa. Vừa nãy em nói chiều nay Lưu Bình để đi khám thai đúng không? Khám thai? Cô đừng lo, vẫn chưa dùng hết một liệu trình mà. Bổ sung vitamin B9, chú ý nghỉ ngơi là được rồi. Tôi sẽ kê thêm cho cô một đơn vitamin nữa. Cảm ơn bác sĩ. Làm phiền mọi người rồi, cảm ơn. Người tiếp theo, xin mời Phan Tân đi theo tôi. Quản lý Đỗ, đây là chuyện riêng của tôi. Đúng, đây là chuyện riêng của cô. Nhưng mà chuyện riêng của cô đã trở thành sai lầm lớn của bộ phận nhân sự chúng tôi rồi. Cô làm như vậy, Tạ Tiểu Thiến có thể vì cô bị trừng phạt, thậm chí là bị đuổi việc đó. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Nếu cô không có chuyện gì, vậy tôi đi trước đây, đợi đã. Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, cô thực sự có thai sao? Tất nhiên rồi. Có vài chuyện đình dấu sẽ phải giấu cả đời đó. Mấy chuyện chỉ cần 2-3 tháng là có thể dạch trần này. Tôi thấy tốt nhất là dẫn đến nói thật ra thì tốt hơn. Nếu không đến mức chân tướng bị bại lộ, ngược lại sẽ khó xử hơn đó. Chắc là cô hiểu ý của tôi phải không? Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Tôi còn có việc rồi, tôi đi trước đây. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, đợi đã. Sao em lại khóc vậy? Không có, chỉ là mắt em thấy hơi khó chịu thôi. Nhà vệ sinh ở có chuyện gì vậy chứ? Chị Lạp Lạp, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tạ Tiến làm sao vậy? Cô đừng hỏi nữa thì hơn. Cô gái nhỏ cần thể diện mà. Vừa nãy cái xe đã mắng cô ấy một trận, ngay trước mặt mọi người đó. Mắng? Mắng gì vậy? Thì cái xe cần phân tích số liệu mà. Tiểu Tiến làm chậm quá, mà thực ra cũng không chậm lắm đâu. Cứ kiếm cớ gây chuyện thôi. Còn nhắc tới chuyện của Lưu Bình nữa, nói cô đã gây ra ảnh hưởng xấu tới bộ phận nhân sự như vậy, nhất định phải bị đuổi. Tính tình cô bé này giống y như tính cô năm đó vậy. Nói không làm là không làm nữa. Các xin nổi nóng, họ rốt cuộc có làm hay không? Không làm thì cút. Nói tới mức đó luôn sao? Làm tôi giật cả mình luôn. Cô xem, bình thường cô ấy trông thì văn minh nho nhã như vậy, vừa lên chức một cái
thì liền biến thành hổ cái, nắm mọi quyền hành trong tay liền. Đừng có ở ẹ nữa. Sau đó thì sao? Thì tôi phải giải quà chứ sao? Bảo Tiểu Thiến đừng xung đột trực diện với người ta, nếu không thì chịu thiệt thòi chắc rồi. Kết quả cô ấy vẫn mặt nặng mặt nhẹ chạy ra ngoài khóc rồi kìa. Chuyện của Lưu Bình tôi còn chưa làm rõ mà, sao có thể nói chuyện như vậy được chứ? Người đâu rồi? Tới hợp cấp quản lý rồi. Hôm nay không phải là thứ hai sao? Họ cứ nổi gì chứ? Cô chưa nghe nói phải không? Theo như thông tin nội bộ thì đặc biệt mở cuộc họp vì chuyện của Tạ Tiểu Thiến đó. Di chuyển mang thai của Lưu Bình Bình đã gây ảnh hưởng rất xấu với công ty. Đúng vậy. Tổng bộ châu Á Thái Bình Dương và tổng công ty Mỹ cũng đang bàn tán rất nhiều về chuyện này. SA ở Trung Quốc đã dành ra rất nhiều thời gian và tinh lực để thành lập nên văn hóa xí nghiệp, lấy người làm gốc. Vậy mà rồi lại để chuyện như vậy phá hủy. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đôi dồn ngàn dặm. Ý kiến cá nhân của tôi là phải phạt thật nặng. Cassia, cô là giám đốc bộ phận nhân sự, không thể mềm lòng được đâu. Quốc Đống, cậu thấy sao? Tổng giám đốc, cá nhân tôi cho rằng vẫn là nên giao chuyện này cho các Cassia quản lý thì hơn. Bởi vì cá nhân tôi không nắm rõ tình hình cho lắm. Nhưng mà chúng ta nhất định phải nhớ, phải thật công bằng, công chính liêm binh. Không thể để chuyện này ảnh hưởng tới công ty của chúng ta được. Nhất định phải có năng lượng chính nghĩa. Tổng giám đốc, giám đốc Hoàng, tôi cho rằng chúng ta vẫn nên đuổi việc Tạ Tiểu Thiến này. Nguyên nhân là chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Nếu không đuổi việc cô ấy, tôi không thể cho tổng bộ một câu trả lời được. Nhưng mà tôi cũng hy vọng có thể trả thêm cho Tiểu Thiến một tháng lương, cũng là để thể hiện tính nhân văn của SA chúng ta. Được, kết quả xử lý cần nhanh chóng để cứu vãn ảnh hưởng của công ty. Vào đi. Lạp Lạp, mọi người, thật ngại quá. Tôi biết là mọi người đang thảo luận về chuyện của Tạ Thiến Thiến, vậy nên tôi đã vào đây. Ngồi đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, tôi cho rằng việc Lưu Bình mang thai đúng thực là có kỳ lạ. Bây giờ chúng ta lại đuổi việc Tạ Thiến Thiến một cách thô bạo như vậy, e rằng không hợp lắm. Là thế này, Tổng Giám Đốc, cá nhân tôi cho rằng tôi nghi ngờ Lưu Bình không hề mang thai. Chị Lạp Lạp, chị có chứng cứ gì không? Có. Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở khoa vô sinh, bệnh viện phụ sản. Cô nói nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện sao? Phải. Nhưng mà lại không có chứng cứ xác thực nào cả. Cũng tức là chúng ta trong việc giao tiếp giữa chúng ta với Lưu Bình Bình sau này vẫn không chiếm được quyền chủ động, đúng không? Chị Lạp Lạp, chúng ta không thể chỉ dựa vào lời nói một tí của chị mà chắc chắn Lưu Bình là giả mang thai được. Nếu như Lưu Bình thực sự có thai, đến lúc đó cuộc chuyện xảy ra, không phải cứ mọi người chúng ta có thể chống chế được. Đỗ Lạp Lạp, cô nhất định phải thật cẩn thận. Vào thời khắc nguy hiểm như thế này, cô nhất định phải thật cẩn thận. Mọi người đều đang soi xét về vấn đề chứng cứ. Nhưng thực ra chúng ta rất đơn giản, chúng ta chỉ có thể mượn chuyện này để Lưu Bình Bình đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Thế này đi, nếu như mọi người không tin, tôi có thể lấy vị trí của mình ra để đảm bảo. Nếu như kết quả kiểm tra của Lưu Bình Bình có thai, tôi sẽ nghỉ việc. Chuyện này cô xem Lạp Lạp, cô lại nóng nảy rồi. Đỗ Lạp Lạp, chị bảo đảm như vậy là đang uy hiếp công ty sao? Không cần nghĩ phức tạp như vậy đâu. Tôi chỉ là muốn cho Tạ Tiểu Thiến một sự công bằng thôi. Nếu văn hóa công sở công ty chúng ta lấy con người ra làm gốc, đuổi việc một người phụ nữ có thai làm ảnh hưởng không tốt, vậy thì đuổi việc một nhân viên cũng là như vậy mà thôi. Được, cô nói hay lắm. Tổng giám đốc, tôi sẽ cùng đảm bảo với Lạp Lạp. Giám đốc Trần, anh đừng gây thêm rắc rối nữa. Anh làm cái gì vậy chứ? Tổng giám đốc, Lưu Bình Bình là cấp dưới của tôi. Tôi rất hiểu cô ấy. Trước đây khi cô ấy đi tiếp khách, đi giao lưu các thứ cũng uống không ít rượu đâu, tủ lượng rất khá. Rồi thì mới hai ngày trước, hình như cô ấy còn bị cảm, còn uống thuốc cảm nữa. Trạng thái này của cô ấy đâu giống đang mang thai đâu. Giám đốc Trần, cấp trên quan tâm nhân viên của mình là một chuyện tốt. Nhưng một cấp trên với tính nam lại am hiểu về chuyện này với một nhân viên nữ có mang thai hay không như vậy, sao tôi lại thấy kỳ lạ như vậy chứ? Đúng vậy, sao tôi lại hiểu được chứ? Vì tôi đã từng mang thai bao giờ đâu. Nhưng phân tích chuyện này của tôi chỉ xuất phát từ những thứ mà một người bình thường nên có, là kiến thức cơ bản thôi. Tôi không biết là giám đốc Cassia có hay không nữa, nhưng mà theo tôi nhớ, phàm thì là trẻ con trên 7 tuổi thì đã hiểu cả. Tất nhiên tôi cũng không chắc chắn rằng Lưu Bình Bình không mang thai. Tôi chỉ nói là nếu như bây giờ chúng ta tùy tiện đuổi việc Tạ Thiến Thiến như vậy là không công bằng thôi. Nếu 3 tháng sau Lưu Bình Bình có thai, tôi sẽ lập tức nộp đơn từ chức. Hai người đang nói gì vậy chứ? Không phải chỉ là một vụ Lưu Bình Bình thôi sao? Nên giải quyết trong thầm lặng hay là làm lớn chuyện đây?
Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đừng có kích động. Tôi thấy là thế này, trong số các người, bất luận là ai ra mặt giải quyết, chỉ cần Lưu Bình Bình thừa nhận mình không mang thai, hoặc là rút đơn tố cáo với Tổng công ty Mỹ về, đồng ý với kết quả xử lý của chúng ta, vậy là được rồi. Thế nào? Tôi thấy được đó. Vậy thì tan hợp thôi. Cảm ơn. Tiêu rồi. Anh hối hận rồi. Lỡ như anh cược thua, vậy thì anh thất nghiệp rồi. Em phải nuôi anh đó. Nên bản thân tôi còn chưa nuôi nổi đây. Đừng lo, anh ăn không làm em nghèo đâu. Đi theo anh. Alo, bộ phận tài vụ sao? Tôi là giám đốc bộ phận nhân sự Cát Xia. Lưu Bình Bình coi đó không? Bị giám đốc Trần gọi đi rồi. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn. Trần Nhật, anh có cần nhanh tới như vậy không? Toàn lo chuyện bao đồng. Bình Bình, hiện giờ các quản lý công ty đã mở cuộc họp luôn rồi. Mọi người thực sự rất xem trọng chuyện này đó. Tôi và quản lý Đỗ qua đây là để nói chuyện với cô. Vậy là phiền hai vị rồi. Cô đừng căng thẳng. Bây giờ cô hãy viết lại một vài tình hình khi mang thai của mình đi. Lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi làm siêu âm để chứng minh mình có thai. Bản tư liệu này mà cô viết, chúng ta có thể dùng nó để đuổi việc Tạ Tiến Tiến, đồng thời bồi thường tất cả tổn thất cho cô. Cô thấy sao? Không cần đâu. Không phải, ý của tôi là không cần vì chút chuyện của tôi mà đuổi việc Tiểu Tiến đâu. Bình Bình là thế này, Tạ Tiểu Tiến đã để cô ký vào đơn giải trừ hợp đồng này và không hề biết cô mang thai. Đây là đại kỵ của bộ phận nhân sự chúng ta. Chúng tôi không chỉ phải đuổi việc cô ấy, mà điều này còn ảnh hưởng tới cơ hội làm việc trong bộ phận nhân sự ở các công ty khác của cô ấy nữa. Vậy nên tôi có thể hiểu cho tâm trạng của cô ấy. Chúng tôi nhất định phải làm sao cho thật công bằng. Vậy nên hai người phải viết ra giấy đảm bảo. Chuyện này rất nhanh sẽ được làm rõ thôi. Vậy nên cô không cần phải lo lắng. Phải đó, Bình Bình, cô ký đi. Sao lại không viết? Là thế này, hiện giờ có rất nhiều người đều nói cô đang dẫn dần mang thai. Tôi thấy như vậy là rất không công bằng với cô. Cứ yên tâm, tôi và quản lý Đỗ tuyệt đối tin tưởng cô mà. Thế này đi, cô cứ viết xong với đảm bảo này đi. Sau đó chúng ta sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện để siêu âm. Đến lúc đó chúng ta dùng kết quả siêu âm để chứng minh, giả ngược vào mặt bọn họ. Có được không? Ngay bây giờ sao? Không phải, lát nữa nhà tôi vẫn còn nhiều việc lắm. Không sao đâu, chúng tôi có thể đợi cô mà. Khi nào cô có thời gian, ngày mai, ngày kia đều được cả. Có thời gian, đợi tới khi cô có thời gian. Lỡ như tôi bị sảy thai thì sao? Bình Bình, khó khăn lắm cô mới mang thai được. Sao lại tự trù ẻo mình như vậy chứ? Thế này đi, chúng ta nói ngắn gọn thế này đi. Ngay cả khi cô sảy thai đi nữa, nhưng mà y học vẫn có thể chứng minh được là cô đã từng mang thai mà, đúng không? Tôi có thể đưa cô tới bệnh viện tốt nhất để siêu âm, chứng minh rằng cô mang thai. Rồi chỉ cần cô viết xong giấy bảo đảm này, trả lại sự trong sạch cho cô. Viết đi, Bình Bình. Cô nên viết đi thì hơn. Sau khi cô viết xong, chúng tôi cũng phải cho dịch lại sang tiếng Anh để gửi cho tổng bộ nữa. Giờ cô không chỉ là người nổi tiếng của công ty chúng ta thôi đâu, mà còn là người nổi tiếng của cả giới công sở chúng ta luôn đó. Không phải đâu. Giám đốc Trần, sao vậy? Quản lý Đỗ, tôi sai rồi. Thực ra tôi căn bản không hề mang thai. Chuyện này đều là giám đốc Garcia bảo tôi làm như vậy đó. Tôi không muốn bị công ty đuổi việc, vậy nên tôi đã nói dối. Tôi xin lỗi. Bịa đặt. Rõ ràng là bị đặt qua nhỏ tôi mà. Tôi là giám đốc nhân sự, có chuyện gì tôi sẽ xông ra đầu tiên. Sao có thể làm ra thứ chuyện như vậy chứ? Phải đó, tôi cũng thấy bất ngờ. Nhưng mà Lưu Bình Bình đúng thực sự đã nói như vậy. Tôi có bản ghi âm đây này, hay là để tôi mở cho mọi người nghe nhé. Thôi bỏ đi. Lời của tiểu nhân mà có thể tin được sao? Đến việc như giả giờ mang thai cô ta còn làm ra được, lời của cô ta có thể tin được nữa không? Nhưng mà Trần Dực lạp lần này hai người làm việc thực sự rất tốt, thể hiện được rằng công ty của chúng ta không hề vi phạm dân tính, làm ra thứ việc như là đuổi việc phụ nữ mang thai. Tổng giám đốc, là thế này, tôi cảm thấy Lưu Bình Bình chỉ dựa vào sức mình liệu có dám làm ra chuyện này không?
Chúng ta thực sự nên cho điều tra kẻ đứng đằng sau chuyện này, thử xem có phải là có ý đồ khác hay không. Ai dám tin lời của Lưu Bình Bình chứ? Lỡ người này suốt ngày nói dối thôi. Cô cũng đừng quá để bụng. Tôi thấy chuyện này vẫn nên để chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không đi. Tuyệt đối đừng gây ra thêm ảnh hưởng xấu để công ty chúng ta nữa. May mà Lưu Bình Bình vẫn ngoan ngoãn rời khỏi công ty của chúng ta trong âm thầm. Đây chính là cách giải quyết tốt nhất dành cho công ty của chúng ta. Nhưng mà bộ phận nhân sự các cô, sau này khi nói chuyện sa thải với nhân viên, nhớ cẩn thận đó. Đừng để gây thêm phiền toái nữa. Câu đừng gây thêm phiền toái này của Quốc Đống thực sự rất đúng. Công ty chúng ta năm nào cũng cắt giảm nhân viên. Việc những nhân viên bị cắt giảm, có một nhóm nhân tài chuyển sang làm công ty khác là một chuyện quá bình thường đi rồi. Nhưng tại sao một việc mà năm nào cũng làm tới năm nay lại rắc rối tới như vậy chứ? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà làm ồn tới tổng bộ Mỹ luôn. Nói cho cùng vẫn nằm ở năng lực của nhân viên cấp dưới cả. Tổng giám đốc, tôi thấy ông nói rất đúng. Chuyện này là do năng lực làm việc của Tạ Tiểu Thiến có vấn đề. Là cấp trên của cô ấy, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Anh xem xử lý thế này có được không? Giống là Tạ Tiểu Thiến chỉ cần làm việc tròn một năm sẽ đáo hạn thực tập làm chính thức. Nhưng tôi cho rằng khả năng kéo dài thêm nửa năm. Được, cái xe làm như vậy là rất tốt, khá là có nhân tính. Là giám đốc bộ phận, không thể bao che cho nhân viên được. Mẹ hiền sẽ hại con. Những đứa trẻ quá được bao bọc sẽ không trưởng thành được đâu. Chuyện của Lưu Bình Bình chúng ta giải quyết tới đây được rồi. Sau này tôi hy vọng không ai nhắc tới công ty nữa. Tôi đồng ý. Được. Tâm trạng của em tệ quá, muốn đập đầu vào tường à? Hoàn toàn không có cái gọi là công bằng ở đây. Tại sao lúc nãy anh lại cản tôi, không để tôi nói chứ? Cứ nói cũng vô dụng thôi, em căn bản không có phần thắng. Vậy có phải bọn họ cũng nên điều tra một chút về chuyện Lưu Bình Bình giả vờ mang thai hay không? Đâu thì để Cassie nói gì thì nói chứ, đúng không? Cũng hết cách. Cassie là giám đốc nhân sự. Tạ Tiến Tiến chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi. Lợi nhuận mà Cassie có thể tạo cho công ty vượt xa Tạ Tiến Tiến. Vậy em nói xem, công ty sẽ chọn ai đây? Lạc Lạc, em ở công ty nhiều năm như vậy rồi. Đây là luật rừng, cũng hết cách thôi. Ai chiếm nhiều tài nguyên hơn thì sẽ được bảo vệ. Vậy nên Hoàng Quốc Đống giám đốc sẽ bảo vệ Cassie thôi. Đây chính là nguyên nhân. Nhưng như vậy sẽ không công bằng với Tạ Tiến Tiến. Đúng là không công bằng. Nhưng mà để anh nói em theo cách khác. Hiện giờ Tiểu Thiến nên suy nghĩ xem có nên tiếp tục tìm kiếm cái gọi là công bằng ở SA không kìa. Câu này cũng là dùng cho cả em nữa đó. Tiểu Thiến, chị Lạc mời em ra ngoài uống cà phê nhé. Tiểu Thiến à, chị thấy rất là lạ. Bình thường em nói nhiều lắm mà, sao tự dưng lại im lặng như vậy? Chị thấy lạ lắm đó. Em thấy thực sự rất vô nghĩa. Chị nói xem cái công ty này rốt cuộc làm sao vậy chứ? Công ty kéo dài thêm nửa năm thử việc của em đúng thực sự rất không công bằng. Nhưng mà em không phải nói chuyện kéo dài nửa năm thực tập, mà là rất nhiều chuyện cộng lại kia. Ví dụ như chị không được làm giám đốc nhân sự. Ví dụ như con người Cassie đó đột nhiên cảm thấy rất mơ hồ. Em cảm thấy hình như tương lai không còn chút hy vọng nào vậy. Em đừng vội nản lòng. Em không phải là nản lòng, em chỉ là muốn tỉnh lại thôi. Chị Lạc Lạc, em không về phòng làm việc nữa đâu. Em muốn về nhà. Nếu như Cassie muốn trừ lương của em thì tùy cô ta. Cô đang làm gì vậy? Tôm hùm đất, cá hấp,
Cô không qua thời gian thử việc à? Có đồ ăn miễn phí mà anh không ăn à? Ăn chứ, ăn chứ. Đúng lúc tôi cũng chưa ăn gì. Cô đang phải chịu đả kích gì sao? Cô không những ăn uống thỏa thuê mà còn mời tôi nữa. Em gái keo kiệt, cô thay đổi rồi đó. Đúng vậy, tôi thay đổi rồi. Từ từ thôi. Để tôi uống với cô. Nào, cạn ly. Không phải dạ dày của cô không tốt sao? Đừng suốt ngày ăn mấy thứ chua cay này. Tôi đã mua thuốc cho cô, để trong ngăn kéo rồi đó. Đang học rồi, về nhà ăn cơm thôi. Tôi muốn một mình ở đây thêm một lát. Anh thấy chuyện của Tạ Tiểu Thiến này, em đừng nên để bụng nữa thì hơn. Con người muốn trưởng thành thì phải trải qua những chuyện như thế này, đúng không? Đúng. Lạp lạp. Gần đây tâm trạng của em tệ quá. Anh thực sự rất lo. Không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Anh yên tâm đi. Sự quan tâm từ người đồng nghiệp này của anh, em xin ghi nhận. Cảm ơn anh đã quan tâm. Được. Vậy anh không phiền em suy nghĩ nữa. Tạm biệt. Khốn kiếp. Cô ả cái gì đó đúng là khốn kiếp. Khốn kiếp. Mắng thầy lắm. Cái gì đúng là khốn kiếp. Tổng giám đốc cũng là khốn kiếp. SA cũng là công ty khốn kiếp. Cái công ty khốn kiếp đó, cô còn ở đó làm gì chứ? Vì muốn kiếm tiền sao? Em gái keo kiệt. Anh đừng nói tôi keo kiệt chứ. Tôi cũng có nguyên tắc mà. Nếu như vi phạm nguyên tắc, vậy thì kiếm tiền này Tạ Tiểu Thiến tôi dứt khoát không làm. Đúng vậy. Những chuyện vi phạm nguyên tắc chúng ta dứt khoát không làm. Vậy tại sao cô lại phải giận dỗi bọn họ chứ? Cô xem gần đây cô buồn bã bao nhiêu. Kiếm tiền không vui thì đừng kiếm tiền nữa. Cô thấy có phải không? Nói hay lắm. Tiền đúng là rất quan trọng. Kiếm tiền cũng rất quan trọng. Nhưng nếu kiếm tiền mà bản thân không vui vẻ như vậy, tôi thà không kiếm tiền nữa thì hơn. Đúng vậy, không kiếm nữa. Vui vẻ dạng tuế. Vui vẻ dạng tuế. Cạn ly nào. Vui vẻ dạng tuế. Em quyết định rồi. Chị Lạp Lạp, nếu như bây giờ em còn ở lại cái công ty này nữa, trong lòng em sẽ có chút ấm ức và năng lượng tiêu cực thôi. Nếu như đối với em cả công ty đều đã không tốt. Chị biết không, đây là công việc đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp đại học đó. Nhưng mà những ngày tháng ở SA này em thực sự rất vui. Lâu nay chị vẫn luôn chiếu cố em. Chị là năng lượng tích cực duy nhất của em trong thời gian em làm việc ở SA này. Nếu như hôm nay giám đốc nhân sự là chị, có lẽ em sẽ còn chút hy vọng đối với việc ở công ty này. Nhưng mà bây giờ vậy nên em đã hạ quyết tâm rồi.
Tâm nhất định rời khỏi đây. Xin lỗi em, Tiểu Thiến. Chị đã không chăm sóc tốt được cho em. Em đã nghĩ kỹ thật chưa? Vậy em có dự định gì cho sau này chưa? Công việc em có thể từ từ tìm. Thời gian này em muốn đi học lái xe, học thêm ngoại ngữ. Sau đó thì cho bản thân nghỉ một thời gian. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ vui vẻ hơn bây giờ mà. Nếu em đã suy nghĩ kỹ, vậy thì chị ủng hộ em, cũng sẽ chúc phúc cho em. Chỉ là sau này chị sẽ mất đi một chiến hữu trong căn phòng này rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Có thời gian em sẽ quay lại thăm chị mà. Sẵn sàng quan nghênh, em sẽ rất nhớ chị cho xem. Cô ấy nghỉ việc rồi. Tại sao chứ? Thì tại vì không vui đó. Nhưng cô ấy cũng không thể gì. Bản thân không vui mà nghỉ việc, hại giờ anh cũng không vui luôn chứ. Vậy phải làm sao đây? Công ty không giống như những gì cô ấy nghĩ. Vậy thì cũng chỉ có thể rời đi thôi. Anh cũng biết là Tiểu Thiến làm việc chung với em lâu như vậy rồi. Tuy là cũng không lâu gì mấy, nhưng mà ít nhất bọn em cũng có tình cảm cách mạng với nhau. Em không nỡ để cô ấy đi. Vậy em đừng làm nữa. Anh đưa em ra ngoài cho thư thả nhé. Vợ à, nói chuyện với anh đi. Em mệt rồi, em muốn đi tắm. Hôm nay sao anh đại dĩ lại có thời gian bởi em đi ăn vậy? Không có gì, thực ra chỉ muốn hỏi em về một vài chuyện thôi. Quan hệ của em với Lạp Lạp ở công ty ổn không? Hai người hợp tác với nhau về phương diện công việc có ăn ý không? Tổng thể mà nói thì không tệ. À không phải, anh hỏi như vậy là vì trước đây hai người cũng từng, anh không biết nữa, có lẽ là vì cạnh tranh vị trí giám đốc của phòng nhân sự. Còn cả gần đây hình như cô ấy có chút bức xúc hay áp lực gì đó trong công việc. Anh không biết có phải liên quan đến Tạ Tiểu Thiến hay không. Phải đó, bởi vì Tạ Tiểu Thiến xảy ra một vài vấn đề trong công việc. Chị Lạp Lạp có lẽ là vì chuyện này mà cảm thấy có chút bức xúc. Nói thật lòng, thì nghĩ từ khi em vào làm ở công ty này, không biết tại sao, em cảm thấy có phải là vì em ở nước ngoài quá nhiều năm rồi hay không? Làm cách nào cũng như cách giải quyết của bọn họ, bao gồm cả chị Lạp Lạp, đều thấy mình không sao hiểu nổi. Bởi vì cách làm của em và bọn họ khác nhau quá nhiều. Không biết có phải là vì chuyện này mà có đôi chút hiểu lầm hay không. Nhưng mà em hy vọng đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hơn nữa em tin rằng đây cũng chỉ là hiểu lầm, không liên quan gì đến tình cảm cá nhân giữa em và chị Lạp Lạp cả. Vấn đề giao tiếp, bất cứ lúc nào nếu em có bất cứ vấn đề gì, bất luận đối với cách làm việc hay là động cơ của người khác, hay là văn hóa của công ty, hoặc là bất cứ vấn đề nào đi nữa, giao tiếp là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Hơn nữa mọi người đều đã làm quen cả. Anh nghĩ không có chuyện gì lại không thể nào nói với nhau hết. Em biết, em cũng đang tự kiểm điểm lại mình đây. Còn nữa, đó là anh và chị Lạp Lạp của em chuẩn bị có con. Vậy nên sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện phải làm.
Ví dụ như từ bệnh viện kiểm tra, nếu như cô ấy thực sự có thai, cơ thể có chút vài phản ứng. Anh chỉ là nói trước với em một tiếng thôi, vậy nên hy vọng em giúp đỡ cô ấy trong công việc một chút, không thành vấn đề. Giờ em cũng đã là giám đốc bộ phận rồi mà, vậy nên cũng là cấp trên của chị Lạp Lạp. Em có thể chăm sóc chị ấy, em nhất định sẽ làm thôi. Vậy chị Lạp Lạp có phải định tới bệnh viện để làm kiểm tra sức khỏe hay không? Phải. Vậy nếu cần xin nghỉ, không sao đâu, cứ nói với em. Chỉ cần là công ty không nhiều việc, em nhất định sẽ cho nghỉ mà. Vậy cảm ơn em trước nhé. Không có gì, hay là ngày mai để em nói với chị ấy nhé. Cái này thì phải hẹn trước, đâu phải nói có thai là có thai được đâu. Phải hẹn trước với bệnh viện mà. Chuyện của anh đại dĩ cũng là chuyện của em, không cần cảm ơn đâu. Cảm ơn em. Em ăn đi. Được. Được, tôi biết rồi, cô đi đi. Vậy cũng được sao? Chị Lạp Lạp, dự án của Gia Tân này chị cứ giao cho tôi là được rồi. Gì chứ, cái này tôi đã làm rồi, hơn nữa cũng sắp xong rồi mà. Tại sao lại đột nhiên chuyển qua vậy chứ? Tôi cũng không biết nữa, là lệnh của giám đốc. Nếu chị có vấn đề gì thì tự đi hỏi cô ấy đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện của Tạ Tiểu Thiến mới vừa kết thúc thôi đó. Tôi qua đó trước đây.